Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Bá Hùng Audio. Hôm nay em test cặp loa JBL-L65A của Anico và sử dụng loa chép kim cương, chung giấy bát giấy, bát có đường kính là 30cm. Cặp loa này thì thương hiệu rất lớn rồi, chắc chắn anh em không lạ lẫm gì với những dòng loa này. Đây là một cặp loa rất hay, có cấu hình tương đương với L65 Ruban. Đây là một phiên bản sau sửa lỗi của L65 Ruban. Nhưng về Việt Nam thì do thị hiếu cũng như là do xu hướng chơi của anh em, cho nên L65A có giá thành tốt hơn là L65 Ruban rất nhiều, cỡ 10 triệu. Cặp này hiện tại em đang bán với giá là 57 triệu một cặp loa đẹp nguyên bản. Duy nhất chỉ có gân loa bát là thay, còn lại đẹp xuất sắc, hành vách tới các tuyến loa. JBL trong phân khúc bát 30 thì L65 Ruban luôn là một trong những cái sự lựa chọn được anh em lựa chọn rất là nhiều. Do đặc tính của những dòng loa JBL thì có chất âm cân bằng và đặc biệt là có thể chơi được nhiều loại nhạc và phối ghép dễ dàng. Và ở Việt Nam thì có tính thanh khoản rất cao. Loa JBL L65A và L65 Ruban thì có cấu hình gần tương đương nhau, chỉ khác mã của loa bát là khác với khác nhau, tức là hai củ loa bát đều sử dụng củ bát Anico. Loa JBL L65A ra đời năm trước JBL L65 Ruban ra đời năm 1974. Ra đời năm 1974. Ra đời 1974 và có thông số như sau. Loa bát 30cm, mã 126A, loa chung LE5-5, loa chép 077. Thì loa JBL L65A có mã như sau: loa bát 122A, loa chung LE5-5 và loa chép 07. Như vậy là về chung chép thì giống nhau. Bát thì cũng cùng sử dụng của bát Anico nhưng khác đời mã thôi. Cân nặng như nhau, chở hàng 8 ôm, độ nhạy 91. Thì loa L65A chở hàng 8 ôm, độ nhạy 89. Như vậy là độ nhạy của L65A thấp hơn L65 Ruban 2 dB. Xét về kỹ thuật thì 2 dB nó không đáng kể và không khác nhau nhiều. Về tần số thì tần số của L65 Ruban là 1 kHz đến 6.5 kHz. Và L65A cũng vậy, 1.000 Hz thì tương đương 1 kHz rồi, 6.500 Hz thì tương đương 6.5 kHz. Như vậy là chúng ta có thể so sánh ngay thấy thông số thì không khác biệt gì nhau nhiều, đúng không ạ? Chỉ khác về độ nhạy của L65 Ruban hơn L65A 2 dB, về công suất thì như nhau và khác củ loa bát thôi, còn lại thì tương đương như nhau. Như vậy là để chúng ta tiêu dùng thông thái mà để hợp lý tiền thì L65A là một lựa chọn rất tốt ở thời điểm hiện tại, bởi vì L65 Ruban thì em thấy trên thị trường đang bán với giá là đã trên 70 triệu rồi. Đó, nhưng shop em thì cũng mới bán cặp gần đây thì hơn 60 triệu thôi.
67 triệu thì anh em cũng đã biết rồi. Thì cặp loa này em đang bán với giá 57 triệu thì với mức giá chênh lệch nhau 10 triệu thì chúng ta cũng nên cân nhắc xem nếu như hiệu quả âm thanh nó khác biệt hoàn toàn thì chúng ta đầu tư, còn nếu không thì là Solom A là một lựa chọn rất tốt ở trong tầm tiền. Em đang phối ghép với chiếc âm ly Luxman L505F và đầu CD Tech 10 SE. Combo này thì chơi nhạc vàng thì cũng khá là phê. Bây giờ em sẽ quay trong cảnh chiếc âm ly Luxman 505F này em đang bán với giá là 42 triệu, đầu CD là 19 triệu anh em nhé. Tất cả đẹp xuất sắc luôn. Em quay chi tiết luôn. Và chép kim cương. Chép này được đánh giá rất hay trong các dòng loa JBL. Bát gân mủ đã được thay thế bằng một gân mới và tốt. Thì cái điều này thì chắc chắn anh em chơi ai cũng biết rồi. Gân thì đều mủ hết. Còn hai tầm phím thì em đặt tầm phím lên. Xin mời anh em cùng thưởng thức chất âm của bộ phối ghép này. Em đánh giá thì rất là tốt trong tổng điểm. Bay cao đứng chiều
cho gì, dìu nó bay đời gian dối. Em về tung nhặt cỏ ra sân để đeo mua nhẫn cười huy hoàng. Người ta mua em gắm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em phải bận tâm gì. Đời dài